Cập nhật về đường đi của bão số 8, tên gọi quốc tế là bão Sodeo, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 4 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 330 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức khoảng từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 11, ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 106,1 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức khoảng 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Trong 24 đến 36 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 103,2 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp, giảm xuống dưới cấp 6, tức khoảng dưới 40 km/h. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc đến 20 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Dự báo gió mạnh trên biển, đất liền, ngày 25 tháng 10 trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua, mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ nay đến ngày 26 tháng 10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 150mm một đợt, có nơi trên 200mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Trong khi đó, sáng sớm 25 tháng 10, một áp thấp nhiệt đới khác trên khu vực phía đông miền trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Molave. Hồi 1 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão Molave ở vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc, 127,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 350 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức khoảng 60-75 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được thêm khoảng 20 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc, 122,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền trung Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức khoảng 75 đến 90 km/h, giật cấp 11. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 27 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc, 117,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 390 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức khoảng 90 đến 100 km/h, giật cấp 12. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có khả năng mạnh thêm.